Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến điểm chú ý của căn bệnh này là nếu mà bạn cho rằng cái nguyên nhân của căn bệnh đốm đen là do bệnh nấm trắng thì cũng có nguy cơ là cá bị nhiễm trùng, do đó chúng ta cần phải ngâm toàn bộ hồ trong cái nước muối có nồng độ là 0,5% hoặc là dung dịch axit acylinic, sau đó thì sẽ set up lại toàn bộ hồ. Với cái bệnh nào cũng vậy, nếu mà trường hợp mà nhiệt độ nước dưới 20 độ về cơ bản thì chúng ta không có sử dụng sưởi để làm cho nhiệt độ ấm lên. Có nhiều bạn chia sẻ rằng cái nhiệt độ ấm là cái nhiệt độ tốt nhất để chữa bệnh cho cá là khoảng từ 28 đến 33 độ. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm nhiệt độ nước tăng lên thì cái áp suất thẩm thấu của nước và thuốc nó cũng tăng lên và cái tác dụng diệt khuẩn của cá cũng tăng lên. Những cái điều đó theo mình nghĩ là tốt, nhưng mà đối với cá thì nó sẽ trở thành một cái gánh nặng với cá và sẽ mang cái tác dụng ngược lại, đó là làm cho cá bị stress và sẽ làm yếu đi cái sức khỏe của cá.